Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh review. Thì hôm nay lại một ngày tỏ ướt nữa và rõ ràng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một con freestyling đến từ Dapodan, và con này là con cuối cùng trong dòng tạo kiểu nha quý vị. Nói chung là cũng mượn được rồi, thế nên là giải đáp thắc mắc cho quý vị rằng là cái con cuối cùng tại sao mình không làm, vì thực ra là mình chưa mượn được, chứ không phải là mình không muốn làm, mình muốn làm tất cả mọi thứ chứ không phải là Ok, giới thiệu với quý vị không lòng vòng. Đây là con Dapodan Super Rail Rooming Tonic. Nghe tên rất là kinh khủng ạ. Nhưng mà nói chung rằng là khi mà cầm lên cái chai này, nó cảm nhận về bao bì trước nha. Tất cả mọi cái thứ về bao bì của nó chỉ hoàn toàn là trên một cái trải nghiệm như thế này. Thì đầu tiên rằng là vẫn là Dapodan in ấn nó rất là tốt lên cái thân chai. Đó, tất nhiên là cũng có file ra các bạn nhé. Đây, cũng có file ra. Nhưng mà để mà nói là nếu mà để mình ấn tượng hơn về cái thân chai này thì nó sẽ như thế nào, mình ấn tượng hơn cái thân chai này nếu mà nó là chai dẹt. Nó là chai dẹt các bạn, đây là chai tròn nhé. Nếu mà cái bao bì này, cái hình ảnh này nó lên một thân chai dẹt thì nó đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà rất là tiếc, đây là một thân chai tròn. Nó có thể là do cái vấn đề rằng là khi người ta thiết kế một cái sản phẩm ấy, và họ muốn có một cái lọ, một cái chai đựng cái sản phẩm bên trong của họ, họ đã biết rằng là 250ml này nó là cái thể tích mà cho họ cái những cái kiểu dễ bán nhất và giá thành tốt nhất, thì họ sẽ tìm tới những cái chai 250ml này, và có thể những chai rẻ thì nó lại khá là xấu và cái công năng sử dụng của nó không được tốt. Thì đấy là một cái vấn đề, và không phải là cái gì mình cũng nên trách nhà sản xuất rằng là tại sao cái đẹp không làm lại đi làm cái xấu. Ở đây thì mình nhận xét rằng là với cái chai này nó cũng không phải là đến mức số tàn số tệ, mà đơn giản một cái chai rất là bình thường thôi. Chả qua là cái phần in nhãn của nó không quá phù hợp với cái hình tròn của chai, hình trụ của chai này không quá phù hợp. Mặt sau chúng ta vẫn có rất là nhiều cái thông tin. Đó, rất là nhiều cái thông tin. Mình xin phép là nên tìm cái phần thành phần của nó. Đây, đây là một cái sản phẩm giống như Rural Rooming Tonic. Chúng ta sẽ có một cái gọi là tonic nhưng mà là nước nhu hòa với dầu. Đó. Và để vặn ra để xem mùi hương nào. Và ngay khi vặn ra mình đã thấy có bong bóng ở ngay trong. Cái mùi theo mình đánh giá là khá cổ điển. Nói thật, nếu mà so với Ruzo, nếu mà so với phong cách cổ điển giống kiểu Ruzo thì cái mùi này khá là cổ điển. Hơi xà phòng một tí. Và đây là một cái nắp đổ, thì mình rất là không hoan nghênh cái nắp đổ như thế này, vì nó có tỷ lệ sẽ bị ọc ra tay. Nhưng mà cái chất sản phẩm cũng rất là đặc các bạn ạ, nó không như mình tưởng tượng, nó rất là đặc. Ui. Nó khá là đặc so với việc cái tưởng tượng của mình. Thì chúng ta sẽ sử dụng nó bằng cách chỉ duy nhất là đổ ra tay, vuốt lên tóc. Không có cách sử dụng thứ hai, bởi vì không có vòi xịt hay một cái gì cả. Và trong cái lúc mà mình đang vuốt tóc thế này thì mình cũng muốn dặn các bạn rằng là bởi vì đây là clip review pre-styling, thế nên là mình sẽ không cắt cái đoạn sấy đi, hoặc là mình không sấy tóc trước. Các bạn hoàn toàn có thể tua cái đoạn sấy đi, hoặc là giảm âm lượng, tắt âm lượng, tùy các bạn. Nhưng mà nói chung rằng là hy vọng rằng là các bạn sẽ không bị tiếng máy sấy làm khó chịu. Và bây giờ đã đến cái đoạn đấy rồi.
Ok, và mình đã sấy xong bằng Double Down Tonic, nhưng mà vì dọc tóc dài nên có hơi rối một tí các bạn ơi. Sorry các bạn. Ok, xong. Thì bây giờ nhận xét này, đầu tiên là khi mà sấy xong thì không có mùi gì cả. Cái thứ hai là khi sấy xong không có cho mình cái hiệu năng mượt như là mình tưởng tượng. Vì mình đang sử dụng tonic mà. Thì con này nếu mà để mà nó tương đồng với sản phẩm nào, nó giống Bonafide Texture Spray, nó giống Rouge Hair Tonic là có màu xanh. Phần nào đó giống Mojito, thì liệu rằng là con này nó có đáng dùng không? Thì đầu tiên rằng là cái khả năng bảo vệ nhiệt của nó ở mức trung bình, tức là nó kiểu Mojito. Cái thứ hai, khả năng tạo kiểu của nó như các bạn đang thấy thì thực sự thì nó cũng có một chút dính chút dít để có thể tạo phồng cái tóc, tạo texture cho tóc maybe, nhưng mà trên tóc mình thì hoàn toàn không có gì cả. Đấy là một cái honest review để cho các bạn thấy rằng là trên tóc mình hoàn toàn không có một cái gì luôn. Mình không biết được miêu tả review thêm thế nào nữa, bởi vì kiểu như là cái chai này cảm giác khi lên tóc mình nó chỉ hơi rít rít một tí thôi, bảo vệ nhiệt đó có một ít thôi, nhưng mà không ấn tượng. Mình nhớ là chai đấy nó cũng không rẻ, và mình vẫn đề xuất các bạn là nếu mà các bạn với một cái sản phẩm hiệu năng như vậy, các bạn hoàn toàn mua chai này. Đây không phải là chơi xem trả tiền cả, thực sự nó rất là tốt, hoàn toàn các bạn có thể mua chai đấy đó. Và như vậy thì mình nghĩ rằng là mình sẽ tổng kết lại là đầu tiên Groom Double Down Super Rio Grooming Tonic này có công dụng bảo vệ nhiệt ở mức trung bình, thêm một chút dính dít cho tóc, không có nghĩa là không chạm đến độ giữ nếp lai hâu đâu, thể có mùi ở trong sản phẩm nhưng mà lên tóc thì không. Trọng lượng 250ml thì không rõ là rẻ hay đắt, nhưng mà mình cũng không rõ giá của sản phẩm và cũng không rõ mùi của sản phẩm, nhưng mà nói chung rằng là nó mang lại, tức là nó không, mình không nghĩ là cái sản phẩm này rẻ. Cái bao bì của sản phẩm thì ở mức chấp nhận được, không quá tốt mà cũng không quá tệ. Chính vì vậy nên là việc để đề xuất các bạn mua con này, mình nghĩ là mình không, nó chỉ giống như kiểu sưu tầm đấy, thì mình không nghĩ là đây là một trong những sản phẩm nó nổi bật trên thị trường. Bao bì thì có vẻ trông hay, nhưng mà mùi thì không hẳn, hiệu năng cũng không. Mình không muốn chê nó quá nhiều, nhưng mà thực sự là cũng khó để khen cái sản phẩm này. Và đó là những gì mình có thể nói với các bạn về Double Down Super Rio Grooming Tonic. Và như mọi khi thì hẹn gặp lại các bạn vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày trên kênh YouTube Review. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn đẹp trai.